gì em dở lắm chị, em dở mấy cái nhạc này lắm. Em để lát chị cũng thấy thấy hết lời là xong rồi, còn gì nữa không? Thấy lời được mà. Ủa vậy hả? Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím, chuyên tình thương nhân chuyên hoa xiêm, có người con gái xuân phơi phơi, tóc còn ngần ngắn chưa đầy vui. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa xinh, đứng nhìn xiêm tím hoang biên biên, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. À, chị cho chị, vậy là chị được một điểm rồi đúng không? Vậy là Trang được một điểm rồi đó mọi người. Chị hãy nhớ chứ chắc em với nha. Thôi, số một không đang nghiêng về chị chứ. Giờ tới lượt Trang ha. Trang sẽ hát bài cho người vào cuộc chiến. Đúng rồi, Trang sẽ hát bé đã còn cho người vào cuộc chiến ha. Con Trang hả? Con mèo hôm vừa rồi nó mới bị sốt, mới bị cảm đó, nên là nó mới sụt ký ốm lắm. Em muốn biết bài cho người vào cuộc chiến, có biết hay không biết thì cũng phải hát. Chết rồi. Chị hát cho người vào cuộc chiến nha. Để chị xem cho cái đoạn nào dễ cho. Sao mọi người cứ chửi em khùng với lại kêu em đẹp trai hoài ta. Em nghe anh Nhật nói hoài mà em đâu có biết cái bài này đâu. Chút xíu hồi nữa mà em mà có hát cái gì sai mọi người cũng nói là em mắc đúng nha. Cảm ơn anh, cảm ơn em mấy số. Nghe em hát cái này rồi hả? Bỏ trường xưa, bỏ áo thương xinh theo tiếng gọi lên đường. Anh đi vì đất nước khô đau, anh đi, anh quên thân mình. Em vì anh tắm mãi chẳng lương cao, trang má vẫn chẳng cần rồi. Phồn hoa với những chiều rậm rìu cho anh vững lòng, anh đi. Đêm rồi lại đêm. chị nghe em chế nè. Đúng rồi, em chế đúng không? Em chế đi. Cảm ơn gà nha. Thôi, em không có biết hát bài này thì Út nhảy sập công ty nên là Trang thua đi hả? Vậy là Trang phải hát nốt cái phần của Út đấy hả? Đúng là em không có điểm rồi đó. Vậy là em không có điểm đúng không? Nhưng mà còn không là chị cũng phải hát cho đúng nè, đúng không? Dạ không. Vậy thôi ngưng luôn đúng không? Ngưng đúng không? Vậy là tỷ số hiện giờ là đang 2-1 nghiêng về Trang rồi đó. Là chỉ còn có 3 bài nữa thôi nên là em phải cố gắng lên nha. Bài này á em có nghe sơ à, nghe có một lần bữa anh Nhật bảo em nghe, em về em nghe xong em thấy khó hát quá rồi em không hát luôn. Vậy giờ là tới lượt em rồi nè. Em tại vì em biết là thế nào em cũng thua, tại vì em ôi vậy là một chứ chỉ tính là một điểm thôi đúng không? Dạ. Tại bởi vì là thua dạ. Là bỏ đi. Dạ. Vậy là còn có ba lượt nữa đúng không? Dạ. Ba lượt nữa thôi mọi người, động viên Út đi cho ăn keo ăn kẹo súng mỏ đi là hát được liền à. Út cố lên. Bài này bài tiếp theo mà em thách chị Trang hát là bài Sầu Thiếu Thiệp Hồng. Em biết là chị biết hát bài này luôn á, biết mà vẫn còn thấp. Tại vì em không biết mấy bài còn lại, thì cái bài nào mà em biết được đoạn đầu thôi. Em không phải sao em hỏi hả chị? Dạ rồi. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình đã mến nhau. Nhiều đêm ngắn sao bao hương
mối sinh tuyệt vời. Để rồi buồn nơi ánh trăng soi con đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Ngưng ngay. Trời, Út chơi ăn gian lắm. Mọi người nghĩ sao cái bài này là bài song ca của Lệ Quyên với lại chú Quang Lê, mà cho Trang hát cái đoạn của Quang Lê đó. Hát cái của mấy câu của Lệ Quyên à. Cho Trang hát nguyên cái đoạn của chú Quang Lê luôn. Mọi người có thấy là chị Trang hát nhạc này rất là hay không? Hello, lên cái tông Trang cao mà mềm mại. Em gặp em mà lên tông cao là em hát sập đất luôn á. Lâu rồi mới gặp anh. Dạ. Hai một rồi. Năm bài. Dạ. Mà bây giờ mà chị Trang mà ra bài này mà em không biết hát nữa là thôi xong. À đâu, đúng không? Còn hai bài nữa chứ hả? Ừ. Bài bây giờ hai bài, bây giờ nếu mà chị mấy bài nữa coi như cũng thua rồi đúng không? À bài giờ là bài này để chị suy nghĩ bài nè, cho cái gì á. À bài này là Bé Thảo hát được nè. Thích chưa? Thích chưa? Em không biết hát luôn. Không, bài này dễ lắm rồi chị ơi. Hoặc là chị hát đi, em sẽ học thử coi em hát có được, em hát lại có được hay không. Nói chung là chị hát qua một cái cho nó đi Trang lại là được nha. Trang tu nhạc qua nha, cái đoạn nhạc nó lê thê lề thề lắm. Em biết rất là hạn hẹp. Mọi người biết bài gì rồi đúng không? Ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lòng trái ngang. Bao nhiêu trai nàng yêu nàng đi theo sinh nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Nàng đã chót yêu một chàng nghệ sĩ. Tình hỡi ơi, tình chàng đã có gia đình. Nghề đời cười che cho tình đó như là gió vẫn trăng. Lẽ sâu riêng mình không thấy như bao cô nàng thân tình, nàng không một mình. thì biết biết không thì, khi con tim yêu đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết cớ sao thì buồn. Vậy là mình có chơi tới hai bài nữa hả? Đúng không? Bây giờ em ra đề đi. Mỗi người 5 bài hả chị? Mỗi người 5 bài hả? Bây giờ em được mấy bài à? 1-2 bài rồi. Chị cũng 2 bài rồi đúng không? Vậy là mỗi người còn 3 bài nữa. Chị, ủa đấy chị đang lấy tỷ số bao nhiêu rồi ta? 2-1 rồi đúng không? Đúng rồi, 2-1. Bây giờ em ra bài nữa đi. Em ra bài nữa đi. Em bài này là một cái bài mà em không tính đâu. Em không tính khách đâu, tại vì cái bài này xưa lắm. Xưa là xưa luôn. Bây giờ mà chị Trang biết hát hay không nè. Cái bài mà em hay show deep với mọi người nghe á, bài hát được mang tên là Trở Lại Đồi Sim. Chị biết bài đó hả? Không biết. Cái bài này là một cái bài xưa lắc xưa lơ. Phải này không ta? Ủa Tâm Đan Nguyên hả? Không phải, quay chuyện hơi sim. Trở Lại Đồi Sim hát của không phải đâu chị, cái bài này nó xưa lắm đây. Đây là một trong số những bài hát mà em rất là thích, là một cái bài hát mà một cái anh chàng ảnh nhìn vào cái cô gái đó là ảnh tự nhiên ảnh thích luôn, kiểu như tình yêu sét đánh á. Nhìn sắp đi lấy chồng ở đâu vậy, có tin đồn thứ thiệt quá vậy. Ai đời chuyên bolero bài nào không biết hát, bài này em không biết thật ấy, để xem bé Thảo thích thế nào. Rồi phiêu theo đường ai biết đâu, lỡ vô vô cái nó trúng. Bài này dễ hát lắm, chào cuối. Kia
đôi sim chiều tiêm hò. Rồi xong rồi. Nghe rừng khu chim rộn ràng. Kia con sói bước sao nhẹ nhàng, em xin đưa bước chân vội vàng. Vui trên vai hoàng hôn nhạt nắng. Hoa màu tím xinh, mây màu che trăng lười đi. Sân nữ cánh tay diều bên, mang xiêm chính trái ngon vừa tìm. Mời anh ăn thật tấm lòng em. Mọi người mà chưa nghe bài này, mọi người nghe chị Trang hát, mọi người cũng không biết chị Trang đang hát sai nhạc luôn. vậy là Trang thua rồi đó, đúng không? Là hai hai đều hả? Dạ hai đều, 2-1 chứ em đâu có điểm đâu. Chị hát được chị đâu có bị chung điểm không? À đúng rồi, vẫn là 2-1 hả? Ủa vậy hả? Vậy thì Trang ra đề tiếp nha. Chị Trang đang giả bộ thua cho Út đó. Rồi Trang biết bài này nha, giờ Trang tập bài này nha. Cho bài này hay lắm chị. Dạ, bài này đúng rồi, tới là, chị ra đề là đúng cái không? Bài này lúc mà tụi em chưa ra đời là có cái bài này luôn. Rồi cho bé Thảo hát bài này nè. Hại chị, ta đấy nhẹ nhàng lắm rồi. Trang khờ queo là sao nè? Quang Dũng sao? Không có Quang Dũng. Em thấy cái tựa hơi bị hay à nha. Em thấy cái tựa là em béo rồi đó. Trang nói đi, bây giờ chị Trang muốn làm gì em nè? Chị không có làm gì hết, chị bắt em mặc áo dài nhảy hip hop thôi. Không sao, em có mặc quần đùi trong mà chắc nhảy hip hop không sao đâu ạ. Đường về đêm nay vắng tanh, giọt hạt mưa rất nhanh, lạnh lùng xuyên qua áo tay. Mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lê lội qua muôn lối quanh, gặp cành đường đen tối tăm. Ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc vui người. Sao em giống vậy? Chị không biết, chị không biết. Bây giờ mọi cười không kìa. Ai đại diện cho thua không? Để có thua chưa? Thôi chưa? Thương cho kiếp sống tha hương thân gầy gò cười cho gió sương. Đôi khi thì là thua rồi. 3-1 nha. 3-1 nha. 3-1 nha. Vậy thì mình có cần ấy nữa không ta? Nhưng mà em còn 2 bài nữa nếu mà chị còn 2 bài nữa đúng không? Chị còn 2 bài nữa mà thắng thì nếu mà em bây giờ em đưa một bài nữa mà chị không biết hát thì may ra em còn thắng, mà lỡ chị biết hát là em đi luôn. Vậy nè, bây giờ bài cuối cùng đi, bài cuối cùng em ra đi. Nếu mà bài cuối cùng bây giờ em ra mà Trang mà hát được á là em đi ra kia nha, là em đi ra ngoài kia luôn á. Mọi người gợi ý đi, bài nào mà em biết hát đi nha, sẽ là bài nào mà em biết hát mà chị Trang không biết hát á. Đáng gỡ nha, bài cuối đó đáng gỡ đó. Sao giờ ta hả? Giờ mọi người gợi ý cho bé Thảo đi, bài nào mà chú à, con không biết hát bài hồi nãy thiệt luôn á chú. Chị Trang là một nhân tố bolero của Talktv. bài bài này chị biết không? Ủa bài xanh hả? Chị biết bài này không? Chị không biết luôn. Út là nhân tố em đi, em áo dài á, mọi người để cho em hiền lành đi, em áo dài mà. Chị Trang ơi, chị sớm duyên mỗi khi hoa phượng rơi nhớ lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mai đó tưởng dưng nơi kia. Cuộc tiến đến ngày thơ, ngày hát kéo siêu nhau đến sân trường, cùng đuổi bướm hai hoa trên cuối đường, tiếng cười vạn tình thương. Đúng không?
bây giờ Trang, tại vì cái bài này thật sự là Trang chưa nghe bao giờ hết á, Trang nói thiệt luôn á, Trang chưa nghe bao giờ hết. Bây giờ mà có thêm nhục thì càng nhục thêm nhục thôi. À, bây giờ mọi người muốn Trang thay mọi người thành đạo không? Mọi người thích cái gì là Trang lại bắt Bé Thảo làm cái đó. Đứng lên đi em đứng không được đi. Chị hôm nay mà nhảy là xấu hổ lắm. Không được. No. Để Trang xem. À, nhảy. Rồi không ạ, đây Trang dẹp ghế cho em nhảy. Em đang mọi người muốn mở bài gì? Duyên phận mà phải nhảy nha. Ok, không nhảy được sao nhảy chị? Múa nha. Múa được không? Trời năn nỉ luôn á, thiệt á. Năn nỉ mọi người luôn. Em đang đi chân không và em đang năn nỉ mọi người rất là nhiệt tình luôn. Duyên phận. Trang mở nhạc duyên phận, cái mic của em nó hú. Thì nếu mà có lần sau mà Trang còn được làm best solo với lại Bé Thảo nữa thì Trang quyết định luôn, Trang sẽ chuẩn bị cho Bé Thảo một bộ đồ thật là đẹp, bắt nhảy sexy dance, chứ không có để thể nào mà để quá mặt như thế này được. Chị nhảy sexy dance là do tay vuốt chân xong đúng rồi xong cái hết rồi. Ủa Trang kia sao hôm nay rảnh so dạ em thì tham gia được show nào em tham gia ạ? Còn không thì em có thời gian, em không có thời gian nhiều á. Bên em bận á. Bé áo vàng trời. Dạ em tên Trang anh ơi. Muốn tụt cái áp luôn á. Bây giờ có 3 bài nè. Bây giờ tiếp theo đi. Thì Tương Tư Nàng Ca Sĩ với lại bài Người Tình Không Đến với bài Chờ Người. Mọi người muốn nghe bài nào thì Trang với Bé Thảo hát bài đó.
Em may mà hôm nay mặc váy á, hôm nay phải hôm nay mặc quần là bắt nhảy sexy dance rồi. Mà một đứa 1.5 thì làm sao nhảy sexy dance được chị? Sexy dance thì nhảy theo kiểu của 1.5. Tương tư nàng ca sĩ ha. Ok, bài đó thì nó cũng hay. Hồi trước Trang nhớ khi mà Trang hay show ở room 88 hình như có một anh cũng đã từng yêu cầu Trang bài tương tư nàng ca sĩ hay sao đấy. Hình như anh Dạo yêu cầu. Bây giờ mình đang hồi tưởng lại. Em không biết là em hay gọi bài này là bài ca ăn trộm. Sao vậy? Tại vì tưng 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 vậy đó. Tưng tưng cái nhạc đó nói chung là tại vì hôm đó em show em hát, tại vì em mở nhạc lên rồi em cái tưởng liên tưởng nó giống như là một cái nhạc mà nghe nó lén lút làm sao á. Em đẹp đúng nhạc lắm á nha. Nè mở nhạc lên là tưng tưng tưng. Ủa nhạc kia mới hay vậy. Nhạc của đó băng tâm á. Đây băng đó. Tâm hả? Đúng rồi. Ok bài này hay lắm á. Ừ đó em đẹp đúng chưa? Kiếm được đi rình đó ha. Đúng rồi cái này. Thôi em gọi bài này là bài ca ăn trộm. Cái này ví dụ mà hồi đó mình đi hát biết có ai ngồi với tương tư mình không hả? Kiểu đi diễn có ai tương tư mình không? Dạ em nghe ai hát trước nào đang đứng lên. Gặp em từ buổi xem nhà giọng ca ngọt em xiết bao lời ca bóng như lao sao mà lòng em thấy sao nào nào đẹp như giấc mơ hồn nào từ khi gặp chàng em buồn hồn ngủ đúng không lòng em thầm nghe vấn vương từ giờ ấy đến hôm nay mà sao chán vẫn như không hay để em nhớ thương ngày đêm anh luôn mong gặp em hoài cho lòng vơi bớt đắng cay xin em chớ vội lấy chồng như người ta trách lá diêu bông như người ta hát lá diêu bông chờ em chờ đến bao giờ để anh dẹp thêm giấc mơ đành ôm mối thương từ đâu thì thôi anh hãy cho em xin hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Cảm ơn Út đẹp trai nha, với lại bạn Bùm Xíu. Em đẹp cảm trai mọi người. Mọi người thấy em đẹp trai không? Tương tư kìa. Thế anh có tương tư không? Em rất là thích gái đẹp. Vậy hả? Chị cũng vậy. Em thấy tương tư nha. Có Facebook rồi đó. Tối nay tán tỉnh tôi đi. Gặp chàng từ buổi xem nhà giọng ca ngọt em xiết bao lời ca bóng như lao sao mà lòng anh thấy sao nào nào đẹp như giấc mơ hồn nào từ khi gặp em sao anh vẫn như không hay để em nhớ thương anh ngày đêm hay quá mong gặp em hoài trong lòng vơi bớt đắng cay xin em chớ vội lấy chồng như người ta trách lá diêu bông như người ta hát lá diêu bông chờ anh chờ đến bao giờ để em dệt thêm giấc mơ đành ôm mối tương tư đâu thì thôi anh hãy cho em xin hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau.
trai. Kiếp sau em mà là, thì có kiếp sau em mà là con trai đó là em sẽ theo đuổi một người con gái nào đó thật là đẹp. Em sẽ không hứa hẹn với người đó quá nhiều. Em sẽ thực hành cái những ý định trong đầu em để yêu người con gái đó. Tại vì kiếp này em không được yêu một người con gái rồi, kiếp sau em quyết định em sẽ trở thành một người con trai. Chị sẽ là con gái tiếp. Để cho em sẽ theo đuổi chị. Nhớ mà chị nhớ đi hát nha, em sẽ hát lại ngày tương tư này ca sĩ. Đó mọi người nghe chưa? Không kịp đâu. Yêu rồi. Thôi em giới thiệu bài tiếp theo đi ha. Bài hát tiếp theo là một ca khúc mà chắc có lẽ là mọi người ai cũng biết đúng không? Một bài hát mà kể về câu chuyện rất là buồn của một người con gái chờ đợi một người con trai. Nói chung là trong một cái chuyện tình á, thì khi mà một người đã quay lưng thì một người còn lại sẽ là một người rất là đau khổ. Thì cô gái này chờ cái người con trai đó và chờ rất là nhiều. Sau đó thì em không biết là ý định của tác giả khi mà viết ra cái bài này là để xoa dịu cái nỗi đau của người con gái, hay là để cho tất cả mọi người con gái trên đời này biết là chúng ta sẽ không nên chờ đợi quá nhiều vào một người mà họ đã không còn có tình cảm với mình, và mình phải dành một cái tình cảm đó cho một cái người khác. Phải mở cửa trái tim ra để chúng ta có thể yêu thêm một lần nữa. Bài hát được mang tên là Chờ Người. Dạ không phải đồi thông hai mộ anh. Sao lại nghĩ đến bài đồi thông hai mộ ta? Dạ bài Chờ Người. Hello bạn Hoàng Tử Xứ Lạnh nha. Cái bít này đúng không chị? Em hát bằng cái này. Em hát một bít phi nhung nó cao hơn, còn bít này nó hơi bị thấp à. Phi nhung. Chào bạn hàng tử sư lạnh nha. Dạ đúng rồi, bài này là bài người con gái đúng, chờ đợi người con trai. Em là như vậy. Chờ đợi là hạnh phúc rồi. Chờ đợi họ là một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lơ. Nhạc dở quá đúng không? Nhạc của Phương Mỹ Chi hay hơn. Hát của Phương Mỹ Chi. Nãy giờ mọi người nãy giờ chỉ là demo thôi. Một cái câu hát demo thôi. Bây giờ mình sẽ tiến hành hát bài Chờ Người nha. Nãy giờ là giả bộ thôi. Nãy giờ hát giả bộ, hát dơ, hát giỡn chơi cho vui. Đợi chờ là hạnh phúc. Đợi chờ là tử tế. Đợi chờ xong không hạnh phúc. Thấy không? Biết cái này không? Biết cái này không? Con gái đứng nghiêng nghiêng vành non lá. Đường trường đời hết lối xưa kỷ niệm thiên tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa. Mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bồi sông vắng. Ngày xa đôi biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thương trắng. Chiều chiều nhìn theo ánh nắng lời. Hẹn nương dưới anh trăng. Tì là tì cô đơn tay tê xong lạnh mùa đông. Ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng. Và mỗi lần chiên em đưa tình con đỏ sáng sâu. Mọi người nhìn mắt em chờ mong. Hai bạn thọ về chứ. Sự thương đã lỡ trách chi riêng mình sang giữa. Đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình duyên chắc chở. Tình đẹp là tình bơ vơ chờ. Người đến bao giờ. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nãy giờ đã tặng quà cho em. Cảm ơn Úc Cai. Cảm ơn Hùng Chiếu. Cảm ơn mọi người. Không biết là bé Thảo có dính vào một câu chuyện tình yêu rồi chưa ha?
Em thì nói thật với mọi người là 12 năm mà em đi học đó là em không có một mối tình nào cả. Em không có một mối tình dắt dai luôn. Rất là khổ sở. Bây giờ thì mình thấy khổ sở chứ lúc đó em suy nghĩ là em không có tin một con trai luôn chị. Em thấy là con trai đó là tại vì con trai nói nhiều quá, con trai nói nhiều mà con trai không có muốn làm. Lúc đó em không có tin vào con trai. Em ế 12 năm trời em không có một mối tình gọi là tình yêu tuổi học trò. Sau này thì lớn hơn một chút xíu thì cũng có một mối tình rất là đẹp. Người đó là người mà không nói quá nhiều nhưng mà lại mang đến tình cảm rất là nhiều cho em, không có phải là hẹn ước quá nhiều. Em cực kỳ ghét những người mà hẹn quá nhiều, hẹn nhưng mà người ta không có làm, là nghỉ chơi luôn. Còn chị Trang thì sao? Sao là sao hả? Ý em là muốn hỏi về vấn đề gì? Chị Trang có bao giờ mà có một người nào đó mà ngỏ lời yêu chị Trang xong rồi hẹn ước với chị Trang là anh sẽ như thế này như thế kia? Chị hả? Chuyện của chị hả? Thì hầu như là chưa một ai cho chị một cái lời hẹn gì gọi là quá lớn lao cả, nên là chị cũng chưa có biết được cái cảm giác khi mà người ta hứa mà người ta không làm như thế nào. Tại bởi vì tình cảm của chị nó cũng khó khăn lắm, nên là thành ra là thương nhau được ngày nào thì biết ngày đó, chứ không bao giờ sẽ hứa hẹn quá nhiều, mà chắc cũng không có cần đòi hỏi là phải hứa hẹn gì nhiều cả. Dạ. Đúng rồi, em thấy tình cảm là một cái thứ mà con người không thể nào kìm nén được, mà không thể biết trước được là ngày mai nó sẽ tốt hay là ngày mai nó sẽ xấu đi. Tình cảm hôm nay nhiều, ngày mai nó ít đi một chút hay là sao đó. Quan trọng là giữa hai người không cần nói quá nhiều, nhưng mà cái hành động giữa hai người có thể là giữ lửa cho cái cuộc tình của mình nó như thế nào. Còn mọi người có ai có bao giờ mà mình đã thề non hẹn biển với một người con gái chưa? Trong này có rất nhiều bạn ở FA đúng không? Em biết mà, cái hội người yêu cũ FA nhiều lắm. Nên là mọi người có bao giờ mà hẹn ước với ai chưa? Yes, Belle. Tại sao mọi người lại cười? Em đang hỏi là mọi người có bao giờ mọi người tỏ tình với một cô gái và hứa là anh sẽ cho em hạnh phúc, anh sẽ yêu em mỗi ngày, anh sẽ nấu ăn cho em mỗi buổi sáng, hay là anh sẽ đưa đón em mỗi khi em tan làm? Chắc có chứ sao lại không, đúng không? Thôi đúng thì nói chung thì mà có hẹn hò hay hứa non hẹn biển gì đó thì nó cũng chỉ là nhất thời thôi, nó chỉ là một cái tạm thời thôi. Còn khi mà những người mà đã yêu nhau thật sự, một tình yêu thật sự, thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, vận đổi sao giờ ấy nha, thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, giống như nối lại tình xưa á. Giống như chị Trang. Đúng rồi, sau đây thì Trang với Thảo Hát mày nối lại tình xưa luôn nha, dẫn dắt cho câu chuyện thế mà. Bây giờ em hát Bích Nữ, Tông Nữ, em hát của Như Quỳnh đi chị, và chị hát. Rồi chị hát. Rồi một mình ôm hai tông luôn. Bây giờ là em với chị Trang là giống như tình yêu cách xa nhau á. Em mấy sao em hành động nha. Hai bài đấy hả? Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém thành kỷ niệm. Phơi nắng con đường xưa, những chiều hẹn cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai em, anh thấy lòng xót xa. Mùa thu năm nào em với anh gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biến thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông mong thở, sương ngấm lạnh môi em. Quá. Anh thấy lòng mình xa. Trái tim em đang dở rồi. Đây là hoa mai thôi nè. Nhưng không ngờ định mệnh chia sẻ cho nhau, cuộc đời đôi ta ai lo. Giữa trời đêm côi còn đánh chơi vơi ngày tháng mơ mộng xa vời vời, chuyện gì vẫn còn lưu
sợ rằng nhung nhớ phong phai, tìm vào thêm thua mãi mãi, em sẽ không suốt đời nhẹ rồi sau cơn mưa sóng tố sẽ vượt qua trời đẹp và xanh máu la soi thấm lối đường anh về chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ chàng sẽ về bên em ta ở lại những cô nhờ thương người xưa mình duyên mùa thương năm qua ân ái cũng chẳng phai nhòa ta nối lại tình xưa sống trong mùa đông muôn thuở chim em về sớm sao ta thấy đời còn có nhau sao em với chị Giang sẽ là một đôi có người chơi có người đã học trước mới nghe thật sự là cái dòng nhạc bolero có rất là nhiều cái bài hát mà tình cảm rất là tha thiết, một số bài mình nghe mình cảm thấy rất là thấy đúng không, nghe rất là dễ ngủ là một nè, tình cảm nó rất là đi vào lòng người, mình nghe nhạc bolero có thể là cảm nhận được hết cả về âm nhạc lẫn cái lời viết của người nhạc sĩ viết ra cái bài hát đó. Em hả? Em tên Thảo. Dạ em cũng già rồi. Nhiều khi em mọi người nhìn mặt em vậy thôi chứ em già lắm á. Mọi người có cảm nhận gì về cái buổi Best Show hôm nay không? Chứ Trang thì Trang rất là thích những cái buổi show như thế này, được gần gũi á, mình có thể nói chuyện nó gần gũi với nhau, với lại cái thể loại này cũng là cái thể loại mà Trang rất là thích, rất là thích luôn. Rất vui và sôi động hả? Quẩy kiểu thế mà không sôi động. Sôi động là đó. Khúc mà em muốn bắt nhà lòng luôn. Nên thành ra là mọi người nhớ theo dõi Vessel Show 20 giờ tối thứ năm hàng tuần nha. Sẽ có rất là nhiều chương trình hấp dẫn và rất là hay. Sẽ có nhiều chủ đề ở cái Special Show Lero vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Mọi người bớt chút thời gian để đón xem nha. Mình được nghe nhiều bài hát rất là tình cảm, rất là mềm mại. Đúng và rồi. cũng có thể coi được nhiều idol bị hành hạ như em mới nãy á. Em đâu kia em quẩy rất là nhiều một xíu hồi mà idol nào mà show sâu ở cái vòng này. Cảm ơn anh Hoàng Minh, bye bye mọi người. Bye bye anh gì đó. Rồi giờ sao có muốn gửi lời nhắn nhủ gì tới người đã từng yêu không cả? Em á hả? Em nhắn nhủ với lại cái hậu cung ở nhà của em là phi tần của em ở nhà là đợi chậm về nha. Các phi đợi chậm về nha, chậm sắp về rồi. Chậm đầy từng đứa vào lãnh cung. Dạ, đúng không? Rồi chậm sẽ về sớm thôi. Hẹn mọi người vào những show sau nha. Mọi người hãy nhớ nốt lịch lại 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Mọi người sẽ lên show Talk TV và xem special show. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến chơi với Trang và Thảo. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Em với chị Trang đi hẹn hò đây. Bye bye mọi người nha.
안녕하세요. 사 bé nhỉ? 안녕하세요. 자. 오, 힘차네. 맨. 오, 진짜 똑같고 맹. 똑같고 맹. 맞아. quên mất không đánh. Hello mọi người, ai hi hi. Chúng ta nhìn ok, xinh tươi là được rồi. Gì vậy? Chuyện đi baby. Chào mọi người. Có ai không? Chào Phương Hằng nha. Ai cơ? Ai đây? Chào Liz Sun Saigon. Chào đạo diễn Tạo Huy Cường. Chào bác Liz Sun. À, chào anh Cường. Anh này là đạo diễn Tạo Huy Cường, là cái phim hôm trước tôi tham gia. Hôm nay anh ý vào đây chơi. Chờ mãi. Bên phải xấu hết phần bên trái. Ồ, tôi kể. Ok, tôi là lợn chuối. Lợn chuối. Trái Phong ngây thơ. Xin chào vô tình anh yêu em. Chào chú Vin. Chào Đỗ Trọng Nghĩa. Ui, chào bé Lìn ghê vậy. Xin chào anh yêu. Để tên là anh yêu kiểu rất là ai gài. Ai gọi bảo à, mẹ tôi vẫn hay meo meo với tôi. Cứ tưởng gọi tôi. À, chào cô đây. Ạ. Em chào chị Yến. Thôi giới thiệu đi. Chào bạn của Hương. Chào bạn của Hương kìa. Mọi người biết hôm nay là special show của chủ đề là gì không? Có ai biết không? Không ai thèm nói gì. Không ai thèm nói gì. Trời ơi, có khi mình phải đăng một cái status lên trên Facebook bây giờ. Anh em quên hết lời special show rồi. Mở một chút nhạc nền nhá. Xin chào An. Chào Kỳ An. Biết á? Biết là gì? Chủ đề 8 không phanh. Đúng rồi, hôm nay là hôm nay là chương trình special show 8 không phanh.